Châu Nguyễn xin kính chào tất cả quý vị khán giả đã xem kênh của Nguyễn. Thì trải qua 3 clip rồi thì như quý vị đã thấy là nó rất là vi diệu trong cái phần niệm Phật quý vị, pháp môn niệm Phật, pháp môn tịnh độ đó. Thì tiếp tục với câu Thiện Nguyên thì Nguyễn cũng có một cái vài câu hỏi để mà hỏi cô Thiện Nguyên để làm rõ cái vấn đề niệm Phật này hơn. Thì bây giờ Nguyễn mời tất cả quý vị khán giả cùng xem clip của Nguyễn đồng hành cùng cô Thiện Nguyên ha. Còn bây giờ thì cô Thiện Nguyên ơi, thì trước tiên thì con mời cô có đôi lời với quý khán giả trước đi ha. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay Thiện Nguyên cảm ơn khán giả đã xem clip này. Thì Thiện Nguyên thì với cái sự tu tập của Thiện Nguyên thì Thiện Nguyên muốn chia sẻ cái sự tu tập của mình để cho khán giả được biết và pháp môn niệm Phật thiền sẽ được hiệu quả hơn. Dạ. Dạ thì để tiếp tục chủ đề hôm ngày hôm nay á, thì con có một câu hỏi như vậy, con cũng rất là thắc mắc là thường á, thì một người là xuất gia ly dục cắt ái thì nó thường là nhanh thành tựu hơn, nhưng mà cô á, có một cái đặc biệt á, là cô vẫn ở tại gia mà cô lại niệm Phật có thành tựu như vậy. Vậy thì cái điểm trọng yếu để mà niệm Phật có kết quả như cô như vậy đó là nó nằm ở chỗ nào, con cô chia sẻ ha. Nam mô Đà Phật, Nam mô Đà Phật, Nam mô Đà Phật. Thì Thiện Nguyên chia sẻ, Phật tử chia sẻ cái pháp môn niệm Phật. Thì một người Phật tử mà muốn tu tập đầy đủ được để trụ được cái tiếng niệm Phật trong tâm và thân thì chỉ có pháp môn niệm Phật, nhưng mà cũng cộng theo thiền thì nó mới cộng cái thiền với niệm Phật là nó mới cộng vô, là giống như cái có một cái lực để cho mình có cái lực giống như mà hòa thượng Tiêu Hóa nói là vừa tịnh độ mà vừa thiền nó mới có một như có hổ mọc thêm cánh như vậy đó. Yeah. Thì khi đó Phật tử có xem clip của Hòa Thượng Tiêu Hóa và của Hòa Thượng Thích Chí Khang thì Phật tử hành theo như vậy. Mà ban đầu Phật tử chưa biết gì thì thiền ở trên á. Mà yeah. tự Phật tử tu thôi, tự ngồi thiền á. Rồi giống như 5-10 phút bắt khi ban đầu á, 5-10 phút tu thiền á thì nó cũng đau chân nhức mỏi, nó đau đủ thứ. Nhưng mà chỉ cần 5-10 phút cái ngưng. Nên cái khi nào mình muốn niệm Phật và ngồi thiền thì cứ tập dần dần như vậy á thì nó mới đi vô tới một tiếng vậy đó. Mà khi mà mình niệm Phật và ngồi thiền á thì nó đem cho mình có cái kết quả là mình trụ được tâm. Yeah. Mình trụ được tâm khi mình niệm Phật và thiền á thì trụ được tâm khi mà cái tâm mình nó khởi cái điều gì á. Thí dụ mình tâm mình nó khởi cái tư tưởng của mình khởi, thí dụ mà nghĩ người đó cái game mình là một người tự tu thì mình không có nên, mình không có nên suy nghĩ những cái điều đó. Dạ. Mình phải cắt ra, mình diệt đi, mình lấy cái thiện mình đè vô. Dạ. đó cái tư tưởng đó, cái tư tưởng mà mình chưa tu thì mình khởi, nhưng mà giờ bắt đầu mình sợ nhân quả rồi, mình đã biết tu rồi, đi theo thiền, đi theo niệm Phật thì mình mới biết được cái tâm của mình. Dạ. Là mình phải quay về con đường đạo. Dạ. Thì mình sợ nhân quả, cho nên khi mà mình khởi cái gì lên á thì mình nên diệt liền, không cho nó khởi nữa. Dạ. Đó. Cho nên không có cho khởi nữa, cho nên nhá, từ từ mình diệt lần á thì mình trụ được cái tâm. Dạ. Mình không có còn bị là coi như tham sân si ố ái trong đời thường nữa. Dạ. Mà mình đã giống như mình ở trong bóng đêm á, mình chui ra ánh sáng vậy đó. Ừ. Cho nên nhá, mình sống ở trong đạo đời, mình có gia đình mà tại sao mình tu được là vậy, là mình phải có cái bi nữa. Bi là mình niệm, cố gắng niệm Phật, mà bi là mình cố gắng niệm Phật, trì niệm xúc và mình hành thiền đó. Trí và dũng trí là mình phải có cái trí để mình thấy biết được cái gì đúng cái gì sai. Dạ. Dũng mà phải dũng mãnh nên mình phải tinh tấn để mà ngồi thiền. Yeah. Chứ người bình thường á, thì cứ lo chuyện đời chuyện đạo này, chuyện đời á, cứ lo chuyện đời bươi chải này kia. Nhưng mà Phật tử là người rất là bận rộn, Phật tử rất là người bận rộn, người là coi như cực khổ lắm luôn,
buôn bán là cực lắm luôn, nhưng mà vẫn tinh tấn ngồi thiền, vẫn niệm Phật chứ không bỏ, và trong đi đứng là vẫn niệm Phật và ngồi thiền là vậy đó. Cho nên nó mới đến cái trụ được cái tâm. Cho nên khi đó là biết mình là diệt được tất cả, diệt được cái dục. Cái dục là ăn, dục nói, dục này, dục kia, dục thân. Đó, là vậy đó. Mà giống như trong khi mình tu tập được đầy đủ rồi á, thì mình mới hiểu ra cái bài kinh mà Bát Nhã Tâm Kinh. Dạ. Yeah. Tâm không cấu thì lấy gì để mình diệt. Dạ. Yeah. Đó. Đó. Mà Pháp nó không có tướng đó. Khi mà Pháp nó trổ ra không có tướng, tự nhiên sạc qua cái mà mình biết được là mình cũng diệt được mình. Mà coi như Pháp không có tướng mà để mà ái, mà cho nên khi mình tu rồi là mình mới hiểu được bài kinh đó. Dạ. Yeah. Như vậy đó. Ừ. Cho nên á, Phật tử đi đến con đường đó là do là kiên trì niệm Phật và hành thiền. Mà yeah, hành thiền với niệm Phật không phải là tu, nhưng mà mình phải biết mà mình phải diệt trong lục căn lục trần nhãn nhĩ tỷ thiệt thân của mình. Đó, lục căn lục trần này nè, ví dụ như xúi dục mình làm cái gì mình không có cho nó làm. Yeah. Cái gì điều sai á, ví dụ thay vì có mà, thay vì mình những người mà bình thường chưa tu á, có một cái chai nước của ba người, thí dụ nó thí dụ nghe, thí dụ đi làm á, mà những cái bạn nhỏ chưa biết á, cũng nằm trong bóng tối á, thì các bạn nhỏ nó thấy người ta có chai nước uống ngon lành á, thì ghét người bạn đó thì đổi một chai nước có chất độc vào để người ta uống, là cái đó là người ở trong bóng tối. Mà trong khi mình mà còn người đã bước từ trong bóng tối đi ra thì mình không nên làm những chuyện như vậy. Mà cùng mình cũng ở trong cái trong bóng tối là mình đã đi ra rồi. Trong bóng tối mình đã đi ra rồi, mình cũng là người những người như vậy đó. Cho nên khi mà mình chưa tu á, thân tâm mình xấu xa bẩn thỉu lắm. Nó chưa có gọt rửa. Chưa gọt rửa sạch, mà khi mình tu rồi á, mình mới nhìn trở lại. Mình nhìn cái cách hành trình đó lại trong thời gian quá khứ thì mình chưa biết được, nhưng mà trong cái từ nhỏ tới lớn nhiều cái mình cũng còn sai sót, mình làm những điều không đúng đó. Cho nên mình sửa từ từ thì khi đó mình mới thấy tánh mình là như vậy. Cho nên thể nhiễm một chút là cái biết của mình đã biết rồi. Nhiễm một khi mà mình khởi cái ý một chút sai là mình đã biết là mình sai rồi, mà cho nên mình không cho khởi, mình lấy cái thiện mình đè lên cái ác, mình cái thiện đè cái ác là vậy đó. Mình tôi là vậy. Dạ. Thì con có một câu hỏi nữa là tại sao á có rất là nhiều cô chú anh chị là thực hành cái pháp môn niệm Phật này là nhiều khi là mấy chục năm, nhưng mà tại sao lại không có kết quả, hay là có kết quả chưa được như vậy? Thì đối với cô thì cô ăn chay 4 năm và tập trung hành thiền. Ăn chay 10 năm. Ăn chay 10 năm. À, 4 năm mà chưa có biết tu. Dạ. Sau cái bắt mới, đầu mới biết tu mà cái mới 6 năm là 6, 4 6. Năm là bắt đầu đi vô thiền và niệm Phật xuyên suốt. Dạ. Dạ. Đó là vậy. Đó. Thì 4 năm không tu là Phật tử mới nghĩ là cái người mà ăn chay không thể nào mà đi đến kết quả được. Chỉ biết ăn chay thôi nhưng mà chưa biết diệt, vẫn còn mê sắc tài danh lợi, ăn uống ngủ nghỉ. Ví dụ thay vì mình ăn chay mà mình về mình niệm Phật thì tốt hơn không? Khi mình ăn chay mà mình về mà mình nghe pháp còn tốt hơn không? Thì trong khi mình ăn chay mà mình chẳng có niệm Phật nè, mình chẳng còn thiền này kia thì nó không có kết quả, nó không có diệt được. Nó vẫn còn tham sân si ố ái, vẫn giận con giận cái, vẫn hỉ nộ ố ái. Nó không có diệt được. Cho nên khi nhiều người cũng có tu thiền, cũng có niệm Phật, nhưng mà hình như là chỉ qua loa thôi, cho nên không có kết quả. Còn nếu như đúng hành thiền đúng với lại niệm Phật đúng thì nó mới có kết quả. Dạ. Đó, lại vậy. Như kinh nghiệm của cô thì cô hành thiền như sao và niệm Phật như thế nào, thì cô có thể là chỉ cái tướng hành thiền của cô, rồi cô niệm Phật trong miệng thì sao, mà trong ý thì dĩ nhiên là không nói được rồi. Cô có thể chia sẻ đôi nét gì không? Thì hồi đầu Phật tử niệm Phật á, thì khi khởi tâm niệm Phật thì có clip mấy clip đầu thì Phật tử có kể là một già rồi, giờ nói tiếp luôn không?
Dạ cô cái này. À, thì ông già ông cứ dặn là đêm ngủ thì có một ông già khoảng 80 tuổi, thì một ông á, thì ông mới thấy nghe niệm Phật là giống như hát như chùa Hằng Pháp, thì ông mới nói nè, con niệm Phật như vậy nè, con niệm như vậy nè, ông chỉ cho con nè, Nam Mô A Di Đà Phật, vậy đó. Cứ ông cứ dặn là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì Phật tử sáng ra kể liền cho con trai. Hay à. À, kể liền cho con trai nó con. Và hôm á, mẹ thấy chim bao, thấy ông dặn mẹ là ông có ông già mà mẹ đoán là tuổi, cái tuổi á, là 80 tuổi. À, dặn mẹ là niệm Phật là niệm từ từ đó con. Nói về kể với thằng con trai như vậy. Nói à, niệm Phật là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, kể liền với đứa con trai á. Đó trong dạ. Cái đường tu tập đó vậy đó. Cho dạ. Nên có nhân viên là pháp môn niệm Phật nó đi đúng với Phật tử. Dạ. Rồi thì con có một câu hỏi tiếp theo cho cô như thế này. Là khi mình đạt được cái hạt gạo hay là cái tiên đơn đó rồi á, thì mình nên dừng niệm Phật hay là tiếp tục niệm Phật? Thì cái niệm Phật á, mà mới đầu á, là niệm Phật trong đi đứng nằm ngồi, thì đi bán hàng cũng niệm, trong đi đứng nằm ngồi, đi làm bất cứ một việc gì cũng niệm, bán hàng vắt trái cam cũng niệm, mà pha cà phê cũng niệm. Vậy mà trong khi mình cứ niệm ra tiếng như vậy, thì đi mà có họ đi mà không mà sao lạ nghe, bán hàng á, trong làm việc á, thì không có hột gạo. Yeah. Mà khi mà bước chân lên đạp chiếc xe đạp để đi chợ á, thì giống như là mình không còn sao động lo lắng làm buôn bán nữa, thì bước chân lên cái chiếc xe đạp đạp giống như mà người ta đi kinh hành vậy đó. Yeah. Cái mỗi lần đạp vậy, cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật á, thì có hạt gạo rớt xuống này mình nếu nó sướng nó thích, rất là thích luôn. Yeah. Vậy, bởi cho nên mỗi lần có cái hạt gạo cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật là có hạt gạo rớt xuống, có niệm Nam Mô A Di Đà Phật là có hạt gạo rớt xuống. Ừ, nó vi diệu, nó thích, rất là thích luôn. Cái mỗi lần ân đi chợ lắm. Dạ. Ừ, mỗi lần Phật tử mà đi chợ là Phật tử thích đạp cái xe đạp niệm Phật như vậy đó. Dạ. Ừ. Nhưng mà khi mà cô được cái hạt gạo đó như vậy á, thì cô còn cảm thấy đói bụng hay là sân si gì nữa không? Không, khi đã đạt đến cái đó thì không còn sân si, nhẫn những điều mình khó nhẫn nhất. Dạ. Không còn sân si nữa, là giống như là mình đã diệt lục căn lục trần nhẫn nhĩ tỷ thiệt thân rồi. Dạ. là khi đó là thí dụ như mà ai có nói những cái gì xúc phạm mình đã thấy đó là pháp để mình tu đó. Dạ. Như thí dụ người ta nói một cái lời gì á là pháp đó mình tu, chứ không phải là mình cảm ơn cái người mà nói những cái điều mà đó là để mình tu, là thấy pháp đó. Dạ. Ừ đó, cho nên khi mỗi người ai bất cứ nhẫn những điều khó nhẫn là trong gia đình, nhất là con cái nó ra pháp cho mình để mình tu mà. Yeah. Ừ, đó đồng hành với mình đó là vậy á. Yeah. Thì có một cái vui vui như thế này, khi mà cô nói về những hạt gạo á, thì con nói vậy là cô bây giờ niệm Phật cũng lâu lâu rồi, vậy là được mấy ký gạo trong bụng rồi. Thì cô có thể chia sẻ được là trong cái giai đoạn đó thì cô cảm nhận được là cô được bao nhiêu hạt gạo hay là tầm bao nhiêu không cô? Không, cái đó cô không có để, cô chỉ biết cô nuốt hạt gạo là cô thích rồi. Chứ còn cái nào mà nó đếm mà bao nhiêu á, chỉ có thời gian thôi. Dạ. Nó đoạt được cái đó là chỉ có thời gian thôi. Như là cô chia sẻ là trong 10 ngày ha. Ừ. Dạ. Thì tiếp theo không thì biết 10 ngày nữa tháng gì cô không biết, nhưng mà cô rất là thích cái đó. Dạ. Ừ. Thì có một câu hỏi cực kỳ đặc biệt mà để làm sáng tỏ cho cái chủ đề này nữa. Ừ. Thì con thấy á là người niệm Phật mà ăn chay niệm Phật. Ừ. Còn người cũng không ăn chay nhưng mà người ta ăn mặn nhưng người ta vẫn niệm Phật. Vậy cái chỗ này á, vừa ăn chay vừa mặn này mà mình niệm Phật nè, thì cô cũng đã từng ăn mặn rồi chuyển qua chay. Ừ. Thì cô thấy cái sự khác biệt của hai cái chỗ này là như thế nào, nhờ cô chia sẻ. Với cái nhân viên của cô nó là lạ lắm. Dạ. Tại với cái nhân viên của cô thì khi mà cô qua ăn mặn thì hồi từ bé cho tới 53 tuổi cô chưa bao giờ cô ăn chay được đó.
mà cô thấy là người mà ăn chay là cô rất là thích. Nhưng mà khi có nhân viên là cô nghe là có cái chùa là Phổ Quang ở ngoài Trung á, là coi như Phật phóng quang á, thì tự nhiên cô nghe cái điện thoại thì cô phát tâm ăn chay trường luôn. Dạ. Là vậy đó. Ừ. À, phát tâm ăn chay trường luôn. Mà ăn chay trường luôn mà ăn chay trường trong chỉ biết ăn chay trường chứ còn chưa biết tu. Nhưng mà cái cảm giác chuyển từ ăn chay sang ăn mặn thì cô cảm thấy như thế nào? À, không nhớ gì cái đồ mặn hết, tự nhiên nó quyết tâm ăn chay. Dạ. À, với cô nhân viên của cô như vậy. Chứ cô cũng biết nữa, cô như không có thèm gì đồ mặn hết. Dạ. Mà trong cái thời gian mà cô tu tập á, thì cô lại không nấu đồ ăn cho con cô được đó. Đồ mặn đó. Dạ. Mà xong qua cái sự tu tập xong rồi á, cô tu xong xuôi cô trụ được á, thì cô mới đồ nấu đồ ăn mặn cho con cô được. Dạ. Nhưng mà cô không thèm đồ mặn, cô vẫn ăn chay trường đó, là vậy. Ý là khi mình nấu đồ ăn cho con mình á, mình vẫn niệm Phật này kia. Tại mình sống trong gia đình mà mình phải chăm con đó. Dạ. Cho nên cô vẫn nấu đồ ăn cho con cô. Nhưng hầu mà chưa tôi chưa trụ được cái tâm á, là cô không nấu đồ ăn mặn được có thời gian đó. Mà sau cô lại nấu được đó, là cô nấu được cho con cô ăn đồ ăn mặn được đó. Dạ, là cô vậy. Giờ như là một tấm gương của một vị tu tại gia, có thể là vừa sống trong đời mà vẫn niệm Phật, vẫn ăn chay, vẫn tu đạo được thì rất là hay. Thì cô ơi, với một cái quá trình như vậy á, thì như cô hiện tại bây giờ nè, thì tại sao lại cô lại chuyển từ ở dưới nhà đó, khi mà mình đã hành cái pháp ở nhà rồi, nhưng mà sao bây giờ lại cô lại muốn lên núi để mà cô hành thiền niệm Phật? Cái cho con xin cái lý do. Dạ. Nam mô Di Đà Phật. Với cái nhân duyên cô theo pháp của mấy vị mà tổ sư hồi xưa đó, thì tu là cũng vô núi vô rừng mới tu được. Dạ. Và cũng Phật Thích Ca cũng vô núi vô rừng được. Mấy vị hòa thượng mà Tuyên Hóa với lại Phổ Ấn Quang rồi đó, mấy vị hòa thượng rồi đó, với lại hòa thượng Thích Giác Khang rồi, ổng sống rất là cực khổ. Ổng cái ngôi nhà đó là ngôi nhà để cho người già ở, chứ không phải ngôi nhà mà để cho người tu sĩ ẩn vô đó mà nằm ngủ sung sướng. Cho nên vị hòa thượng Thích Giác Khang nói là nên đi núi rồi đó để mà tu tập, vì có chút sương chút gió thì mình mới tu tập, mới sáng ra, mới từ từ mình mới tu, mới tinh tấn lên. Cứ coi theo mấy cái clip của Tâm Mì Trương rồi đó. Cái Tâm Mì Trương á, một người tu tập ở bên nước ngoài Mỹ rồi á, mà vị đó vẫn dẫn các vị đi núi rồi để hành thiền. Đó. Thì cô thấy trong khi mà người tu là phải đi hành thiền trên núi thì nó mới đạt được kết quả. Vì cô chưa đạt được kết quả mấy, cô chỉ biết là cô trụ được rồi thôi, chứ chưa kết quả như mấy vị lớn, như mấy vị khác vậy đó. Cho nên cô cảm thấy cô chưa đoạt được, cho nên cô về núi là vậy. Chứ cô quyết tâm đi về núi, mà đi 5 lần 7 lượt cô bị trắc trở riết. Lần này quyết tâm đi một mình, đó là cô đến đây á. Con có thấy mấy clip trước á, khi mà cô Thị Nguyên có chia sẻ, thì khi mà nghe một vị nào đó thì cô có cái gì hay á là cô đi tìm liền, hay là nghe huynh này mới nói quyển sách này là bắt đầu lo đi kiếm quyển sách này nghe. Vị này nói là ăn chay niệm Phật sao đó là cô tìm hiểu liền, hay là trong kinh gì rồi tới chú gì thì cô là học ngay chỗ đó. Thì cô có thể chia sẻ là tại sao cô quyết tâm như vậy? Cái hồi mà cô đương hành thiền á, thì cô thì nói chung là cô tự tu. Thì trong cái khi hành thiền á, thì cô có cảm nhận được cái mà bị phá, thì cô mới coi cái clip của con của Nguyễn. Coi cái clip của Nguyễn với nói chuyện với Quỳnh Đồng Sử thì nói về cái kinh Thủ Lăng Nghiêm đó. Cái cô mới về cô tìm tòi, cô đọc trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì tới trong kinh Thủ Lăng Nghiêm tới 50 ngũ ám ma. Cái là cô biết cô nằm trong đó. Nằm đó thì cô cứ về cô cứ đọc ở trong, cô tìm hiểu trong kinh Thủ Lăng Nghiêm.
cái cô Tìm với lại Hòa Thượng Tiên Hóa, mà cũng Hòa Thượng Thích Giác Khang cũng là hệ kinh thủ đó là nghi mà mắc là đạo Phật mắc, cho nên cô tinh tấn cô theo cô tìm hiểu thêm theo Nguyễn kinh thủ Lăng Nghiêm với chú thủ Lăng Nghiêm đó. Dạ. Thì cô á, là giống như người đi làm bận rộn này kia, thì cô về cái hôm mà cô về cô ngồi thiền cô bị vậy á, 50 ngủ mà có cái cô có biết một lần cô bị vậy, cái cô mới lấy thủ chú thủ Lăng Nghiêm cô đập. Mà cô mới mới đầu á, khi mà cô xây cái nhà thì cô chưa chuyển kinh về cho nên cô không có kinh, thì cô mới chép bài kinh thủ Lăng Nghiêm thủ a bài chú thủ Lăng Nghiêm, mà hồi đó sao tự nhiên cô cũng có chép cái bài kinh của chú Ngô Tấn Kiệt đó. Đó, cái cô tự tay cô chép luôn, cô chữ tự tay cô chép cái kinh thủ Lăng Nghiêm đó, thì cô bà chú á, có cô đọc. Mà con biết không, khi mà cô đọc hết cái bài chú thủ Lăng Nghiêm xong hả, cô vô cái phòng của cô nằm là có mùi hương nó thơm vô cùng. Nó thơm lắm. Đó, cái sau cái cô mới thấy chủ bài chú dài quá. Cái cô mới nghe một các vị nói là nếu mà bài chú dài quá đọc không được, cứ tâm chú, theo tâm chú mà đọc. Thì cô cứ viết cái tâm chú cô đọc. Thì cái bài tâm chú nó là án a na đệ tỳ sa đề bệ ra bạc sa ra đà đị bằng đà bằng đà nể bạc sa ra bán nghi phấn hổ hồng đô lôn phấn ta bà ha. Thì cô đọc riết, mà có khi cô đọc riết trong nguyên đêm luôn. Cô đọc riết trong nguyên đêm trong tâm cô á, cô đọc riết vậy đó. Vậy đó, cho nên cái tâm chú Lăng Nghiêm là dùng cho mấy người hành thiền đúng đó là như vậy, để cho khoảng cho giống như một vị hộ pháp quá trời ở trong đó. Con thấy con để ý là cô hình như là ghim gom hết các tinh túy từ các kênh YouTube luôn. Có gì có trên mạng hay là cô gom cô vô gom hết. Như vậy á, thì thật ra thì mình nghe thường nghe nói là có 84.000 pháp môn. Nhưng mà cái pháp môn nào nó cũng hay hết trơn á. Nhưng mà tại sao lại cô lại tập trung vô là niệm Phật mà tính tấn nó như vậy? Không biết, cô cũng chẳng biết đâu, cô lại có cái nhân duyên như vậy. Cô giống như giống như vị hòa thượng nói cái câu này nè, các vị cứ về ngồi thiền đi, các vị cứ về ngồi thiền đi rồi các vị mới hiểu được bài giảng của tôi, chứ không là không thể hiểu. Cái thì cô cứ mà mấy vị hành thiền là giống như xì ke vậy. Cái cô kêu một vị hòa thượng nói vậy là mình tại cái hạnh của vị á, nói chuyện á, khi mà ngồi mà giảng pháp á, là ngồi kiết già vậy á, mà thẳng lưng như vậy, một vị nói là rất là hay, rất là thương luôn, cho nên mình đi hành theo đó. Cô đang nói về ngài Thích Giác Khang ha. Đó. Cho nên nha, cô cứ tinh tấn cô thiền thì đó thì vô luôn cái giống như xì ke nè, để cầm cái pháp của hòa vị hòa thượng thì cô lại giống như xì ke, phải vô ngồi thiền liền, ngồi thiền riết luôn cái thành vô đi đứng nằm ngồi cô thiền vẫn được. Cô thiền trong đi đứng nằm ngồi. Mà từ ngày cô nhận được cái đó, cái chỗ hạt gạo đó, thì cô cảm thấy là cái thân tâm cô như thế nào? Nó an lạc. Nó an lạc lắm. Cô như khi mà mình đã trụ được á, khi đó hành thiền niệm Phật đã trụ được á, thì đứng bán ngoài đường á, thì nhắm mắt niệm Phật. Đó, nhắm mắt niệm Phật, thí dụ nơi đương đương pha ly cà phê hay là hoặc vắt ly cam, đứng nhắm mắt niệm Phật thì đúng như 12 giờ rồi nó trở lên, nó hỷ lạc ở trong thân vậy. Nó giống như nó hỷ lạc ở trong thân vậy. Cái nhìn qua bên kia 12 giờ, nhìn qua đồng hồ bên kia đường á, thì đúng 12 giờ, có thấy cái đúng là cái 12 giờ nên đúng là có cái vi diệu gì đây. Thì khi đó thì niệm Nam Mô Đà Phật nó hỷ lạc. Khi đó là vô là trụ được á. Dạ đúng rồi, 12 giờ trưa hay con? Đúng là 12 giờ trưa. Thì đó, con cũng có nghe mấy huynh đại chia sẻ thì cái giờ hành thiền là 12 giờ trưa là với 12 giờ đêm á. Là hai cái giờ đó là âm dương hòa hợp, nó đang hòa hợp, nó đang giao thời giữa âm và dương. Thì có một sư huynh cũng chia sẻ với con là từ 12 giờ đêm tới 12 giờ trưa thì nó là giờ dương. Còn nếu mà 12 giờ trưa tới 12 giờ đêm là giờ âm.
thì giữa cái giao thời với âm dương đó đó, nếu mà mình ngồi á thì là nó đủ lực hơn, nó giao hòa với âm dương hơn, thì nó dễ hơn cho cái người hành thiền. Thì con cũng nghe chia sẻ vậy. Thì cô á, đúng là hồi đó cô không có biết gì trên mạng, mà cô không biết gì hành thiền, cô không có ai bày cô hành thiền tới, mà cứ đúng 12 giờ cô dạy cô hành thiền. Đúng dạ. 12 giờ đêm, tại hòa thượng đó là 12 giờ đêm. Dạ. Mấy vị hòa thượng lớn đó nói là 12 giờ đêm là ngồi thiền, thì cô vẫn tinh tấn 12 giờ cô ngồi thiền. Dạ. Đó, vậy mà có khi 2 giờ cô cũng ngồi thiền. Dạ. Đó. Mà nói là khi mà đã thiền rồi nó giống như xì ke, là lúc nào thiền cũng được. Dạ. Đó vậy. Khi vô mà giống thì, như xì ke. Bây đó. Giờ thì cô cũng đã nhận được một phần về cái phần pháp môn niệm Phật. Thì trong cái thời đại hiện tại thì cô nghĩ là mình tu mình có nên niệm Phật hay không? Theo như cô cảm nhận, kinh nghiệm của cô ấy theo dạ. như kinh nghiệm của cô là phải nên niệm Phật, niệm Phật để trụ được cái tâm mình không được bị sao lãng cái tư tưởng á. Cái tư tưởng này mình mà để trống á, thời gian trống á, thì dạ. cái tư tưởng này nó sẽ khuấy động. Dạ. Thí dụ như mình niệm Phật thì mình trụ được cái tâm mình không có cho cái tư tưởng xấu nó chìm nhiễm vô cái tư tưởng của mình. Dạ. Nên mình phải trụ cái niệm Phật để nó trụ được cái tâm của mình không có bị dao động bất cứ gì. Cái từ từ cái mà nghĩ Phật tử thì chia sẻ cho tất cả khán giả ở đây biết là khi mà mình niệm Phật á, thì mình niệm Phật mình ngậm miệng lại niệm Phật ở trong nhắm mắt lại thì nó mạnh hơn 10 lần thiền. Khi cô cảm nhận, khi cô đã đạt được thì cô biết là khi mà niệm Phật á, ngậm miệng lại nhắm mắt lại thì nó mạnh, tự nhiên cô biết là mạnh hơn 10 lần thiền. Nó vậy á. Là như là cô đi đứng nằm ngồi mà cô niệm Phật cũng nhắm mắt hả? Không. Đi đứng nằm ngồi mình đi vẫn làm việc mà. Mà khi mà cô cảm nhận được, cô biết cái mà cái niệm Phật mà mạnh hơn 10 lần thiền, là cô khi đó cô ngủ cô nằm á, cái cô khi mà nó đạt tới cái đó mình mới biết được là mình niệm Phật nhắm mắt với ngậm miệng lại thì nó mới thành gấp, nó mạnh, cái lực nó mạnh nó 10 lần thiền, cô cảm nhận như vậy. Chứ còn bình thường mình đi làm vẫn đạo ở đời, mình cũng sống cuộc sống mà bon chen ở đời, mình phải lo cuộc sống cho con, nuôi con ăn học đó, nuôi con ăn học nghe, chứ không phải bỏ con tu mà bỏ con đâu, nuôi con ăn học để con thành tài là vậy, chứ không phải tu mà bỏ con bỏ cái vậy. Chứ là cô là cô làm trọn vẹn cả hai nhân duyên giữa đời và phà đạo, cái nhân duyên trong đời đối với gia đình và đối với những người xung quanh, và nhân duyên trong đạo là phần của cô. Và cuối cùng á, thì trong cái clip này á, thì với những gì cô đạt được thì cô có muốn khuyên mọi người niệm Phật hay là như thế nào hay không? Cô mời cô. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì Phật tử chỉ khuyên khi Phật tử tu tập đạt được cái kết quả niệm Phật, cái hành thiền, mà sau này sau khi Phật tử chiêm nghiệm lại á, thì cái pháp môn mà hồi xưa Phật Thích Ca cái hành thiền, người bình thường không thể nào ngồi xếp chân mà ngồi lại kiết già bằng công phu, mà chỉ giờ và thấy Phật Thích Ca hồi xưa là kêu mới truyền trở lại các pháp môn niệm Phật, thì Phật đã tu thành thì Phật mới truyền cái lại pháp môn tịnh độ niệm Nam Mô Đà Phật 6 chữ Di Đà đó, là để cho chúng sinh á, tất cả mọi người ai cũng tu được mà dễ chứng dễ đắc dễ thành dễ có kết quả. Cho nên khi Phật tử đã tu qua pháp môn niệm Phật là Phật tử đã biết có kết quả niệm Phật nó rất là vi diệu. Cho nên khi mà một người niệm Phật mà ngậm mắt nhắm mắt mà ngậm miệng lại niệm là nó cũng mạnh hơn 10 lần thiền thôi, đâu có ai chịu ngồi thiền, đâu có ai, những người bon chen cuộc sống này, bình thường ai có căn cơ có duyên đồ mới ngồi thiền, còn mình sống trong thế giới bình thường này, trong cái thời bình thường á, cuộc sống bình thường lao động này kia mình vẫn niệm Phật được. Cái đến khi ăn mình niệm cũng được. Đi lên từng nấc cầu thang mình sao tự nhiên ở trong tâm mình vẫn niệm Phật được. Đó mới có cái quả, có gọi tu tập. Cho nên Phật tử chỉ khuyên tất cả mọi người ai ai cũng tu được là cố gắng niệm Phật, bi bi là từ bi, là niệm được tiếng Nam Mô Đà Phật
Trí là mình phải có cái trí, mình tu mình tập tự mình biết, tự mình biết trong thân mình tu có kết quả hay không. Dũng là mình, cái thân mình, cái miệng mình có nên hành không, có hành, có chịu niệm Phật không đó. Theo như cái biết của cô với còn mọi người cái giải cái nên nó quá nhiều, còn cô chỉ giải là vậy á. Dũng là mình phải phải Dũng là mình phải niệm Phật nhiều, mình tinh tấn đi đứng, trong đi đứng nằm ngồi, nặt rau cũng niệm Phật, đi chợ cũng niệm Phật vẫn được. Chứ không phải là đổ thừa nó tại tôi bận rộn con cái, tại tôi bận rộn chồng con này kia. Không, mình có bận rộn mấy mình vẫn tu được. Cô rất là người rất là cực khổ. Cô rất là cực khổ này, cái tay cô làm mà đến nỗi tay lỡ là biết rồi. Cho nên cô làm dữ lắm, cô làm không có thể nào ai mà là ái được cực như cô đâu. Cô làm dữ lắm, cho nên cô vẫn tu tập như vậy, theo cái pháp môn niệm Phật. Dạ kính thưa quý vị, thì cái pháp môn niệm Phật là một pháp môn cực kỳ thù thắng quý vị. Cho dù mình bận rộn cỡ nào, cho dù mình học thức đến cỡ nào, không biết chữ vẫn được, cho dù mình có nằm ở hoàn cảnh nào, vị trí nào, thì mình thực hành cái pháp môn niệm Phật này cũng được. Thì với những cái video clip của cô chia sẻ như vậy, thì là nó vừa thực tế, nó có những cái gì đó nó có kết quả thật sự. Thì những cái video clip này hy vọng là tất cả quý vị khán giả sẽ cùng nhau chiêm nghiệm, và nếu được thì quý vị sẽ bắt đầu thực hành để có một cái thân tâm thật sự an lạc và thù thắng như là những gì cô chia sẻ. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã xem cái video clip này của Nguyễn, và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những cái video clip tiếp theo. Bye bye.